Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm video thứ 12 hướng dẫn các thao tác nhập dãy số mảng hay còn gọi là array. Chúng ta bắt đầu với ví dụ đã có ở trong bài video số 11. Bây giờ chúng ta sẽ làm một việc, đó là in các phần tử đó ra màn hình. Đấy, chúng ta sẽ thấy A0 bằng 2, A1 bằng trừ 4, A2 bằng 0, A3 bằng 5, A4 bằng 0, A5 bằng 8, A6 bằng trừ 3, A7 bằng 0, A8 bằng 7. Thì những cái giá trị 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở trong ngoặc vuông viết như này được gọi là chỉ số của mảng. Còn các giá trị bên phải được viết ra 2, trừ 4, 0, 5, 0, 8, trừ 3, 0, 7 được gọi là giá trị của cái phần tử tương ứng. Cụ thể trong phần code này thì y được gọi là chỉ số, được dùng để xác định chỉ số trong các phần tử mảng. Còn ai chính là giá trị phần tử thứ y trong cái mảng A này. Lưu ý rằng chỉ số mảng bắt đầu từ 0. Một câu hỏi đặt ra bây giờ n bằng 9, vậy thì chúng ta cụ thể ở đây bằng 10 sao? Kết quả nó như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem. Giả sử chúng ta cùng làm một cái việc là nó quá cái phạm vi. Đây, chúng ta nhìn thấy ở đây nó trong cách quản lý bộ nhớ của C không hề đưa ra một cái thông báo nó vượt ra ngoài phạm vi quản lý của mảng. Chẳng hạn như ở đây in ra A9 bằng 0, A10 bằng 9. Vậy thì những cái giá trị này nó là ngẫu nhiên. Tuy nhiên chúng ta không thể biết được phần này A9, A10 là cái biến A này nó không quản lý. Bây giờ chúng ta lấy thử lên hẳn đến 15 đây, xem nó ra cái gì. Đây, chúng ta thấy đấy, A9 bằng 0, A10 bằng 9 đấy, A11 bằng 11, A12 bằng cái này. Tức là giá trị của nó không có xác định. Tuy nhiên để làm đúng thì A có bao nhiêu phần tử thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng bấy nhiêu. Ví dụ như A có khai báo tổng số như này là có 9 phần tử. Đấy. Thì các chỉ số của nó, các chỉ số do A quản lý là 0, 1, 2, 3 cho đến 8. Cách khai báo ở dòng số 5 đây được gọi là việc khai báo mảng và khởi gán. Chúng ta cũng có thể đặt cụ thể ở đây là 9. Đấy. Thế thì để viết chính xác, chúng ta sẽ viết lại cho chính xác là 9, ai bằng 9. Chúng ta viết như thế này. Trong trường hợp mà chúng ta khai báo đây là 10, 15 thì chúng ta hãy thử xem liệu giá trị kết quả nó có khác so với lúc trước hay không. Đây. N 15. Đây, chúng ta cũng thay luôn. Đấy, chúng ta thấy có sự khác biệt rất nhiều. Nếu vừa rồi chúng ta khai báo là đây là 9 thì các giá trị 9, A9, A10, A11, 12, 13, 14 giá trị của nó chúng ta không biết trước. Nhưng với việc chúng ta khai báo mảng A có 15 phần tử thì khi chúng ta duyệt từ 0 cho đến 14 thì các giá trị ở đây bắt đầu từ vị trí số 9 nó đều bằng 0. Như vậy ở đây chúng ta nhận xét rằng nếu chúng ta không khởi gán cho các giá trị tương ứng thì nó sẽ bằng 0. Vậy thì bây giờ điều gì xảy ra nếu chúng ta không khởi gán? Đây, chúng ta nếu mà không khởi gán, chúng ta thấy giá trị của nó rất lộn xộn.
Chúng ta không biết trước là giá trị là bao nhiêu. Nên khi chúng ta khai báo như thế này thì số lượng phần tử của mảng A sẽ phụ thuộc vào số phần tử được khai báo ở trong đây, khởi gán ở trong đây. Đây có 9, như vậy là mảng A có 9 phần tử. Còn nếu chúng ta viết thêm một số nữa thì nó sẽ trở thành 10, thì chúng ta sẽ điều tiết vào đây là 10. Điều gì xảy ra nếu chúng ta thực hiện một cái câu lệnh nhập? Chúng ta gán A1 bằng, đấy, bây giờ scanf phần trăm d, chúng ta phải viết là và A1, đấy, và chúng ta in ra như này, ví dụ A1 nhập A1 bằng 3, vậy thì nó sẽ in ra chúng ta A1 bằng 3. Thế bây giờ chúng ta muốn nhập A0, A0 8 6. Đấy, thì cái giá trị đầu tiên A0 bằng 8, A1 bằng 6 là chính xác. Còn thế nếu chúng ta muốn nhập là A3, đây là A3, nhập 3, 2, A3 là 8. Như vậy chúng ta sẽ có A0 là 3, A1 bằng 2, A3 là 8. Thế chúng ta nhìn thấy đây là một cái quy tắc khi chúng ta nhập. Chúng ta có thể sử dụng cái câu lệnh for để thay thế cho việc cái nhập. Chúng ta sẽ thay cái này bằng y. AI. Thế còn ở đây chúng ta muốn hiển thị cái số là ra thì chúng ta sẽ ghi là phần trăm d và y. Nào chúng ta xem. Đấy, bây giờ A0 bằng 8, A1 bằng 3, A2 bằng 4, A3 bằng 1, A4 bằng 5, A5 bằng 9, A6 bằng 7, A7 bằng 8, A8 bằng 2, A9 bằng 3. Đấy, thế thì chúng ta nhìn thấy, hãy xem khi chúng ta đã nhập tất cả các giá trị này bằng cái câu lệnh nhập từ dòng số 6 đến dòng số 8 thì giá trị AI nó không còn lưu giữ cái giá trị được khởi gán ban đầu nữa, mà nó chính là những cái giá trị chúng ta đã nhập vào. Đấy. Như vậy cái việc khởi gán này đối với cách đoạn chương trình này thì việc khởi gán này là không có tác dụng. Bây giờ chúng ta sẽ in tất cả những cái số này trên một dòng. Để chúng ta viết lần lượt cho nó dễ nhìn. Thì cách viết chúng ta lại sửa đổi lại như sau. Đấy, rất nhiều bạn khi thầy hướng dẫn thực hành viết câu lệnh in các phần tử trong dãy số ra không tạo dấu cách, do vậy số được viết kết quả nó sẽ liền như thế này và chúng ta không thể phân biệt được đâu là đây là có mấy số hay chỉ là một số. Nhìn như này không ai nói đây là hai số cả mà chỉ nói là một số, như vậy việc in ra là sai. Vậy thì chúng ta nhớ, chúng ta có thể đưa ra dấu cách ở đằng trước, cái dấu phần trăm d hoặc phía sau đều được, miễn là chúng ta có dấu cách. Bây chúng ta chạy lại chương trình. Đây, khi mà chúng ta có dấu cách thì việc chúng ta nhìn như này nó rất là rõ ràng. Chắc chắn đây là các số khác nhau. Giả sử chúng ta muốn tính tổng các phần tử, tổng giá trị các phần tử trong cái mảng A thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy. Đây là chúng ta viết ra. Chẳng hạn chúng ta có các giá trị như này. Đấy. Chúng ta thấy rằng rõ ràng chúng ta đã thêm vào cái đoạn tính tổng các giá trị AI nhưng mà chúng ta không hề nhìn thấy kết quả. Cái điều này một số bạn mới học lập trình là hay mắc phải, là chúng ta chỉ quan tâm đến việc tính thôi, còn không nhớ đến việc in kết quả ra màn hình. Do vậy để sửa cái bài này chúng ta phải bổ sung thêm là in cái giá trị ra màn hình. Giả sử mình sẽ nhập từ 1 cho đến 10.
Đấy. Như vậy chúng ta tổng dãy số này chính bằng 55, hoàn toàn chính xác.